Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Dân Tử Học và ứng dụng của Đạo Phật vào trong cuộc sống. Quay trở lại với video hôm nay, mình cũng sẽ tiếp tục hữu duyên đối với một bạn nữ này sinh năm 1990. Năm nay đã 34 tuổi. Và nhìn với cái tướng tai này, chúng ta sẽ thấy được những cái đặc trưng của cái vận mệnh của người này. Nó sẽ đi theo cái chiều hướng tích cực có, và nó cũng có những cái chiều hướng nó đi xuống cũng có. Như vậy thì cuộc đời của người này nó cũng sẽ biến đổi thăng trầm như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích luận giải, và chúng ta sẽ thấy được khả năng phát triển về mặt tâm linh của người này. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần tổng thể. Chúng ta thấy về cái tướng diện của bàn tay này, nó có hai cái đặc trưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy ngay. Thứ nhất là ở khu vực của cái gò thủy tinh này, và ở những cái khu vực của cái gò kim tinh, nó cũng lấn sang một tí xíu về cái gò thái âm. Chúng ta thấy cái sắc diện của nó rất khác so với những cái vùng còn lại trên lòng bàn tay. Nó hơi sậm hơn, đen hơn, tối hơn, cho thấy ở cái thời vận hiện đây của bạn này. Mình không biết là bạn này chụp ở thời điểm lúc nào, nhưng mà nếu như mà ở thời điểm hiện tại nó có những cái dấu hiệu đúng thực sự là như này, thì rõ ràng về vấn đề sức khỏe của người này cũng có phần ảnh hưởng, nó không tốt. Trong gia đình của mình nó cũng có nhiều cái chuyện phải phân tâm, phải suy nghĩ. Và bên cạnh đó nó cũng cho thấy những cái mối quan hệ ở bên ngoài của người này nó cũng có một phần ảnh hưởng. Và cái con đường về kinh doanh mua bán, và thậm chí là về con cái của mình, nó cũng có một phần ảnh hưởng. Nói chung là về cái trong gia đình, về bên ngoài, và lẫn con đường kinh doanh của mình, nó cũng có một số cái dấu hiệu nó cho thấy nó không được thuận lợi so với trước đây. Nhưng mà nó có một cái điểm nổi bật như thế này, là chúng ta thấy ở giữa cái khu vực minh đường của bạn này nó rất sáng. Chúng ta thấy khu vực minh đường rất quan trọng. Chúng ta mặc kệ những cái khu vực khác nó như thế nào, nhưng mà chỉ cần cái khu vực minh đường này nó còn sáng, thì rõ ràng là con đường của chúng ta đi, nó cho dù nó có bế tắc như thế nào thì nó vẫn còn cái ánh sáng. Nói một cách khác, nó chính là còn một cái con đường để chúng ta có cái hướng đi, có quý nhân giúp đỡ. Và chúng ta thấy thêm nữa, ở khu vực này, gò mộc tinh của người này vẫn còn rất sáng, cho thấy mặc dù nó có những cái mối lo toan ở xung quanh, nhưng mà rõ ràng là cái trí của mình nó vẫn còn, và cái quý nhân của mình nó vẫn có. Điều này nó cho thấy một điều rằng những cái điều đó cho dù nó có ảnh hưởng, nhưng mà nó không cản được cái sự phát triển về mặt công danh sự nghiệp của người này. Đó là những dấu hiệu để cho chúng ta có thể phân tích về cái tướng diện của bàn tay này. Chúng ta phân tích tiếp. Người này có một cái ngón cái khá đẹp. Đây là ngón cái rất đẹp. Nó có độ cao, nó có cái độ vươn của nó. Đây là một người mặc dù là họ có cái ý chí, nghị lực và có cái tham vọng ở trong cuộc sống, nhưng mà người này cũng không quá đến nỗi cứng nhắc. Mặc dù là nó cũng có những cái tôi nó lớn, nhưng mà thật sự mà nói, người này cũng khá uyển chuyển. Họ là một người khá hòa nhã, tự tin. Tự tin. Và họ có cái tố chất thông minh. Chúng ta thấy người này có cái vân mắt phượng ở đây. Ngón cái mà có vân mắt phượng, đây là một cái vân tốt về dương tướng học. Họ thông minh, lanh lợi, hòa nhã, rất tinh tế. Nhiều khi họ là một người biết cách chọc ghẹo người khác, làm vui cho người khác, nhưng mà chúng ta nên hạn chế để tránh những cái gì nó vui quá thì nó sẽ không hay. Vui thì vui ở cốt chừng mực của nó thôi, vui quá nó cũng sẽ không hay, nó đi xa với những gì người khác tưởng tượng. Và chúng ta thấy thêm nữa, rõ ràng người này cũng có ngón trỏ rất cao.
Người này nhất định họ phải làm chủ. Nhất định họ phải làm chủ. Và trong cái mệnh của họ cũng là một người tự tin độc lập và có khả năng làm chủ rất cao. Người này có thể nói là họ khá là thông minh. Chúng ta thấy họ sẽ rất dễ thành công ở những năm 25-26 tuổi. Bởi vì chúng ta thấy ở những cái khu vực này nó có những cái đường đi lên. Mà chúng ta thấy thêm một cái điều quan trọng nữa là cái đường trí đạo này nè. Cái đường trí đạo này mới quan trọng. Đường trí đạo nó xuất phát điểm khá cao, cho thấy những người này rất thông minh, tự tin. Và họ cũng là một người bán hàng rất giỏi. Mình không biết là bạn này làm lĩnh vực gì, nhưng mà nếu như mà làm những lĩnh vực đó là họ rất thông minh, có trực giác nhạy bén. Chính những yếu tố này nó kết hợp lại trong con người của người này, cho nên họ rất dễ thành công. Tuy nhiên cái đường trí đạo này nó không được ngay thẳng cho lắm. Cho nên nói gì nói, mình cũng cần phải tu tập như thế nào đó để giữ cho mình một cái chánh niệm nó ngay thẳng, tức là một cái tâm của mình nó chính trực, thì nó sẽ tốt hơn. Còn những người mà họ lươn lẹo quá thì kệ họ. Có thể họ thành công rất sớm đó, nhưng và về nhân quả nó sẽ là một cái điều gì đó còn ẩn ở phía sau. Những người mà chúng ta thấy họ trong cái việc mà kinh doanh bán hàng, họ bất chấp thủ đoạn, làm sao miễn có doanh thu cho mình thôi. Nhưng mà trong những cái hành vi tạo tác đó, nó sẽ khiến cho mình mang một cái nghiệp. Thì nhân nào thì quả đấy. Cho nên nói gì nói thì phải giữ được cái tâm lương thiện, thì những người này họ sẽ có một cái hậu vận rất tốt. Ở năm 26 tuổi, có thể nói người này đã thành công rất sớm. Mà chúng ta thấy được bên trong của người này có khá nhiều cái vân quý nhân giúp đỡ. Khá nhiều vân quý nhân giúp đỡ. Cho nên cái sự thành công sớm của người này là một cái điều chúng ta không thể nào mà có thể lường trước được. Bởi vì sự thành công này nó khá là bất ngờ, mà đôi khi chúng ta không, chính vì chủ nhân đó họ cũng không thể nào nghĩ ra được. Và thêm một yếu tố nữa, chúng ta thấy đường sinh đạo, về cái đường sinh đạo của người này nó xuất phát nó cũng khá rộng rãi, khá thoáng đạt, cho thấy đây là một người họ có một cái lối sống rất tinh tế và sâu sắc. Rất tinh tế và sâu sắc, có thể bao dung được. Tức là cái tâm của họ không có đến nỗi quá hẹp hòi. Không đến nỗi quá hẹp hòi. Họ sống rất tử tế đối với những người xung quanh. Do đó những người này họ sẽ chiếm được lòng tin của những người xung quanh trong gia đình của mình. Chúng ta thấy thêm một cái điều nữa ở với cái tướng tài của người này, là người này có đến hai cái đường tâm đạo. Đây chúng ta thấy ở khu vực trên đây nó cũng có cái đường tâm đạo, nó có những hướng như thế này. Thì những người mà có những cái dạng đường tâm đạo như thế này á, họ là một người sống rất nặng tình cảm. Có thể nói nhiều khi là lụy tình. Họ là một người có cái tình thương bao dung. Thường thì chúng ta chỉ có một cái đường tâm đạo thôi. Những người có hai đường tâm đạo thì cái sự gánh nặng về tình cảm, về cái tâm tư của họ cũng dễ xúc động, cũng dễ hơn, bao dung hơn chúng ta. Tuy nhiên cái gì nó nhiều quá nó cũng chưa chắc tốt. Nếu như mà xét về cái tình thì nó sẽ là một cái chất liệu tốt để cho người này có cái công phu tu tập của mình, thêm những cái hạnh của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta lụy tình quá thì nó cũng sẽ không hay. Nó sẽ làm vướng mắc. Vướng mắc. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy về hai cái yếu tố này, về mặt đường tình cảm, cái vân mắt phượng, cái vân mắt phượng và những cái yếu tố này bên trong,
Đây là ba yếu tố mà chúng ta sẽ đi đến một cái nhận xét như thế này. Cái ngón cái này, nó cho thấy đây là một người có cái ý chí nghị lực, có cái tham vọng. Cái đường trí đạo thì nó có những cái đứt đoạn. Đường tình cảm thì nó có hai đường, và bên trong có những đường quý nhân, cho thấy những người này mặc dù là họ sống rất tình cảm, chan chứa mặn nồng, nhưng mà có một cái điều là họ luôn luôn cảm thấy mình luôn có một cái sự cô đơn, cô độc. Có một cái điều lạ là như vậy. Mà chính cái sự cô đơn, cô độc này, đó chính là một cái chất liệu để cho thấy rằng người này có khả năng khai mở về mặt tâm linh của người này. Đây là một điều mới thực sự là đáng quý. Khai mở về mặt tâm linh của mình. Bởi vì những người mà họ biết được rằng là mình có được cái khả năng khai mở về mặt tâm linh đó, thì họ sẽ quay vào bên trong của mình để mà tu tập. Họ không có phóng tâm, phóng dật ra ngoài. Cho nên cái sự cô đơn, cô độc này, đó chính là một cái chất liệu, là một cái điều kiện quan trọng cho thấy rằng về già người này sẽ phát triển về mặt tâm linh của mình. Mà một người đã phát triển về mặt tâm linh rồi thì họ sẽ là một người biết suy nghĩ bao dung vị tha, biết suy nghĩ đến nhiều người khác hơn là chính bản thân của mình. Hay nói cách khác là cái sự vị tha của người này nó sẽ phát triển hơn cái tấm lòng vị tha. Họ sẽ nghĩ đến cộng đồng nhiều hơn, lợi ích cộng đồng nhiều hơn, hơn là nghĩ đến cái bản thân của mình. Một người mà đã phát triển về mặt tâm linh rồi thì họ nhất định phải có suy nghĩ này trong tâm của họ. Đây là một điều kiện và một cái chất liệu rất quan trọng trên con đường tu tập của mình. Và nó cũng là một cái điều gì đó, nó giúp cho mình có được một cái tâm hạnh tốt. Cái tâm mình nó sẽ càng sáng hơn, và trí tuệ của mình nó cũng sẽ tương ứng với một cái tầng bậc của nó. Chúng ta thấy con đường vận mệnh của người này, nó có xuất phát từ cái gò thái âm nó đi lên. Chúng ta thấy nó chia thành 3 giai đoạn như vậy. Ở giai đoạn đầu chúng ta đã nói rồi, là ở năm 26 tuổi thì người này đã có một cái sự phát triển. Và năm nay bạn này đã 34 tuổi, thì rõ ràng cho thấy ở năm 35 tuổi, nó chính là cái điểm rơi của người này. Chính là cái điểm rơi để cho người này có tích tụ được những cái điều kiện thuận lợi phát triển trong sự nghiệp phía tới. Chúng ta thấy khu vực Minh Đường này chính là cái ở cái thời điểm này. Nó chính là một cái cơ hội vàng, một cái cơ hội tốt để cho người này có thể khởi dậy. Trong những năm qua có thể nói là có những cái sự chuyển biến nó không tốt, nhưng mà từ năm nay nó có thể là nó đã khởi sắc hơn. Mặc dù ở thời điểm hiện nay nền kinh tế nó cũng bắt đầu có những cái sự chững lại khó khăn, nhưng mà đó không phải là vấn đề bao trùm hết tất cả. Mà những người giỏi thực sự và cái thời của họ, vận của họ đến, thì bất chấp điều kiện ngoại cảnh như thế nào, cái phước của họ, cái nhân, cái quả của nó đã trổ, thì cái sự thất bại đó đến nó cũng rất khó. Chúng ta thấy thêm nữa, ở ngón cái của người này cũng có vân như thế này. Mà cái vân này chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Họ có khả năng tích lũy về đất đai điền sản của họ. Và quan trọng thêm nữa, ở đây chúng ta thấy người này cũng có cái vòng mộc tinh ở đây. Đây chính là cái vòng quý nhân. Người này có đến 2 điểm quý nhân ở trong đây. Cho nên cái phước của họ cũng là một người có phước lớn. Được quý nhân giúp đỡ, sự thành công của họ phần lớn là nhờ quý nhân giúp đỡ, từ bên trong lẫn bên ngoài. Và thêm vào đó nữa là một phần trí tuệ của họ. Chúng ta thấy ở cái khu vực
của đường sinh đạo này nó cũng có một cái vân đảo ở đây. Cho nên lưu ý về vấn đề sức khỏe. Về vấn đề sức khỏe thì chúng ta cần phải lưu ý một tí xíu. Từ ở độ tuổi 50, nhưng mà ở thời điểm này đến thời điểm đó thì nó còn rất xa. À, rất xa. Chúng ta chưa thể chắc chắn được, nhưng mà nó hiện ra như vậy thì mình cũng cần phải chăm sóc nhiều hơn về cái sức khỏe của mình, và lẫn những cái con đường phát triển về mặt kinh tế nữa. Chúng ta cần phải lưu ý vào những cái giai đoạn này. Và chúng ta phân tích tiếp. Một người mà có những cái đường chỉ tay như thế này hội tụ lại á, thì rõ ràng năm 35 mình không nói nữa rồi. Và ở năm 44 tuổi nó sẽ là một cái giai đoạn tương tự như vậy. Có thể nói người này rất may mắn trong con đường công danh sự nghiệp. Nhưng mà hai cái điều này nó không hay, nó cũng không phải là cái gì đó quý giá bằng ở một cái giai đoạn về sau của bạn này nữa. Chính là cái giai đoạn mà lúc đầu mình đã nói, khai mở về mặt tâm linh. Đây mới chính là cái vấn đề. Những cái giai đoạn 35-44 này nó chính là cái cơ hội để cho bạn này cống hiến tài năng của mình cho xã hội. Và những cái cống hiến đó nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho cộng đồng xung quanh. Nó giống như là cái việc làm phước như vậy đó. Gieo một cái hạt giống trên một cái mảnh đất thiện đó, thì đợi tới cái đủ ngày, đủ tháng, đủ năm của nó thì nó sẽ trổ quả như vậy. Thì chính vào ở năm 53 tuổi đó chính là cái giai đoạn này. Khai mở về mặt tâm linh, về mặt trí tuệ của mình. Và chúng ta thấy cái điểm hạn chế của người này mà mình nghĩ rằng cần phải khắc phục trong những cái thời gian sắp tới, đó chính là cái sự đa nghi hoài nghi của mình. Cái sự đa nghi hoài nghi đó chỉ là một cái cảm giác, một cái trực giác thôi. Mà cảm giác trực giác thì nó có đúng có sai. Nhiều khi cái điều đó là nó đúng, nhưng mà mình lại nghĩ ngược lại thì sẽ vô tình tác động đến người khác. Hoặc là một cái điều gì đó nó sai nhưng mà mình lại nghĩ nó đúng, thì những lúc đó mình chỉ khiến cho bản thân của mình thêm buồn tủi, uất hận thôi. Cho nên mình nghĩ rằng bạn này cần phải hạn chế như thế nào đó thì tùy vào cái cơ duyên của bạn này thôi. Khắc phục được những cái điểm đó, và đồng thời có một cái sự kết nối thêm với cộng đồng nữa. Tức là một cái công việc nào đó mà có thể giúp cho bạn này có thể kết nối, quan hệ giao du hợp tác với nhiều người. Một cái sự trải nghiệm ngoài xã hội nhiều hơn nữa. Thì cái điều này nó sẽ lấp đầy một cái khoảng trống trong con người của người này để họ hoàn thiện khả năng mình hơn. Từ đó mới phát triển về mặt trí tuệ, mặt tâm linh và rất nhiều yếu tố khác nó đi kèm theo. Cái sự dấn thân, cái sự hy sinh và một sự trải nghiệm, đó chính là cái chất liệu mà bạn này còn thiếu. Cho nên với những lời phân tích và chia sẻ như vậy, hy vọng nó sẽ là một cái điều gì đó hữu ích đối với bạn này. Và nếu như mà các bạn có những cái đường chỉ tay như thế này, nó cũng là một cái điều gì đó rất may mắn đối với chúng ta. Thứ nhất là cái vòng mộc tinh. Thứ hai là cái vân mắt phượng. Thứ ba là cái quân ví nhân ở bên trong. Và cái thứ tư đó chính là cái đường tình cảm nó song song như thế này. Tình cảm song song. Bốn cái yếu tố này, bốn chất liệu này, đó là một cái điều gì đó hội tụ rất may mắn trong con người của chúng ta. Chúng ta thấy ở trên cái khu vực của bạn này cũng có những cái đường chỉ tay tiền nè. Đó. Người này cũng rất là dễ kiếm được tiền. Dễ kiếm được tiền, họ làm công việc
mà có thể thu nhập trong thu nhập ngoài nữa, rất nhiều thứ. Mặc dù nó cũng có những cái đường chỉ thoát tài nhưng mà chúng ta thấy nó không là bao so với những cái đường chỉ tay nó đi vào trong như thế này. Người này rất tài năng, rất tài năng. Cái tài nó phải đi kèm với cái đức của mình thì cái vận mệnh của mình nó mới được vững chãi lâu dài. Thì đó là những cái lời phân tích chia sẻ của mình đối với bạn này. Và xin chúc cho bạn ấy có thể thành công trên mọi nẻo đường tương lai sau này của mình. Mình xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.